Cảm ơn em Thi ở thành phố Cần Thơ đã chốt một bé poodle đực xinh đẹp đáng yêu của shop thú cưng nha. Và shop thú cưng đang trên đường để chuẩn bị giao đến cho em Thi đây. Giao đến tận nhà luôn nha em chị ơi. Đây đây là vợ chồng của em Thi đang ra nhận và kiểm tra bé nha. Anh chị mà mua hàng bên nhà em là nhận hàng kiểm tra thoải mái luôn. Thích bé nào thì liên hệ em để em giao trực tiếp nha anh chị.